Hello anh em, đã quay trở lại với Real Tech. Và ok, thì tình hình dạo gần đây thì chắc chắn là anh em sẽ phải rất là lú. Thực ra cái sự lú này thì nó đã tiếp diễn từ trước đây rồi, chứ không phải là chỉ gần đây đâu. Nhưng mà gần đây thì mình nhận thấy đấy chính là cái sự chênh lệch về mặt khoảng giá của một con card đồ họa nó quá lớn đấy anh em. Ngày xưa có thể lấy một ví dụ cơ bản, ví dụ như là một con RTX 3070 hay là một con RTX 3060, thì quãng giá từ con rẻ nhất đến con đắt nhất thì nó sẽ không chênh nhau quá là nhiều. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì anh em sẽ thấy nhá, giữa một con RTX 3070, con rẻ nhất chắc là khoảng 16 triệu, mà con đắt nhất là khoảng 22-23 triệu. Trong khi đó RTX 3070 Ti sao? Con rẻ nhất là khoảng 22-23 triệu gì đấy, nhưng mà con đắt nhất là 32 triệu anh em. Đó, thì ok, thì bây giờ giữa cùng một con card đồ họa là RTX 3070 hay là RTX 4070 hay là RTX 4070 Ti, giữa con thấp cấp và con cao cấp nó khác gì nhau anh em, và con nào đáng lựa chọn hơn, thì video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây anh em. Việc chọn một con card đồ họa cao cấp hay là một con card đồ họa thấp cấp thì chắc là nó luôn quanh quẩn ở trong đầu của anh em. Ok, không biết là con đắt tiền nó hơn cái gì, nó có mạnh hơn không, nó có mát hơn không, hay là nó có hơn cái quần què gì không, hay là nó chỉ là được cái đẹp mã, nó chỉ được cái đẹp hơn thôi á. Thì ok, video này anh em xem đúng rồi đấy. Đấy, thì như anh em cũng biết, đấy chính là như kiểu Asus, dòng cao cấp chúng ta có gì? ROG Strix. Đấy, dòng thấp cấp hơn một tí chúng ta có gì? Có Tube, có dòng thấp hơn một tí nữa, chúng ta sẽ có dòng Duo hay là như những con thấp hơn nữa. Hay là với MSI cao cấp chúng ta có gì? Gaming X Trio, Gaming X, rồi là có dòng Supreme, hay là dòng thấp cấp hơn chúng ta có dòng Ventus, rồi là các thứ. Hay là những hãng card đọa khác thì chúng ta cũng sẽ có những cái tên tương tự như vậy. Con cao cấp, con trung cấp và con thấp cấp, và chúng khác cái gì nhau anh em? Cái mà anh em dễ thấy nó khác nhau nhất ở đây, đây chính là thiết kế. Những cái con đắt tiền nó luôn luôn đẹp hơn, nó nhiều RGB hơn, nó nhiều thứ lập lòe hơn. Mình chỉ cần lấy một cái ví dụ so sánh đơn giản ở đây thôi, đây chính là giữa một con RTX 4070 công ty ROG Strix đẹp. Thực ra đối với mình thì nó không đẹp bằng những con trước đây, nhưng mà đối với nhiều anh em thì nó là một phiên bản card đồ họa đẹp. Rồi so sánh với những phiên bản thấp hơn thì anh em sẽ thấy đây chính là có những cái sự khác biệt về mặt thiết kế. Còn ROG Strix rõ ràng là nhìn nó cao cấp hơn, nó vâm hơn, nó to hơn, nhìn nó hầm hố hơn, nhìn nó đáng đồng tiền mất gạo hơn, nhưng mà nó cũng đắt hơn gần chục củ đó. Ok, hay là anh em nhìn những con card đọa khác, ví dụ như là con Supreme của MSI chẳng hạn, nó cũng rất là đẹp. Nếu mà so với cả Ventus thì nó đẹp hơn rất rất là nhiều. Và cái sự chênh lệch giá đấy, để cho một cái thiết kế đấy nó có đáng giá hay không, thì cái đấy là quyết định của anh em, chứ mình chịu đấy. Mình thì luôn luôn, đấy chính là mình luôn chọn những con card đồ họa tầm giữa, nó cân bằng được tất cả mọi thứ. Nhưng mà nó cũng tùy vào phân khúc cơ. Ví dụ như là phân khúc cao hẳn như RTX 4090 ấy, thì mình thích chọn cái khúc giữa. Nhưng mà những con ví dụ dòng thấp thì mình sẽ chọn là 3060 hay là 3070 cái thứ, thì mình sẽ chọn phân khúc thấp, bởi vì nó tối ưu được cái hiệu năng chia thành cho mình hơn. Vì sao nó lại như thế? Thì đây chính là ý thứ hai này. Ngoài thiết kế ra, hiệu năng thì sao? Đấy, thường những cái phiên bản cao cấp, ví dụ như là ROG Strix hay là con Supreme hay là con Vulkan hay là rất rất nhiều cái những con card loại cao cấp khác, thì nó sẽ có xung nhịp cao hơn là so với cả phiên bản thấp cấp hơn. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì những con đấy thường nó sẽ được thiết kế tản nhiệt tốt hơn, bo mạch tốt hơn, cái GPU của nó cũng được kiểu tuyển chọn hơn một tí, và cái xung nhịp boost của nó sẽ cao hơn một tí. Và khi mà có cái xung nhịp boost cao hơn một tí như thế này thì nó sẽ tạo ra cái sự chênh lệch về mặt hiệu năng. Nhưng mà thường ấy, mình xem rồi, đối với cả những cái dòng thấp thì gần như là hiệu năng nó sẽ không khác biệt. Nhưng mà ở những cái dòng cao, ví dụ như là 4080 hay là 4090, thì sự khác biệt về mặt hiệu năng nó cũng chỉ đâu đó vào khoảng là 5% thôi. Anh em cũng không cần quá quan tâm đến con số này, quan trọng là con kia nó rẻ hơn. Đó, đấy, thì khác biệt về mặt hiệu năng như mình cũng đã vừa nói với cả anh em, đấy chính là những cái dòng cao như kiểu là 4080 hay là 4090, nó ăn rất là nhiều điện. Đấy, những con dòng cao nó chỉ cần tinh chỉnh một tí thôi là nó đã có thể tạo ra sự chênh lệch là khoảng 5% hiệu năng. Nhưng mà ở những cái con dòng thấp hơn ấy, ví dụ như là 3070 này, hay là 4070 này, hay là 4070 Ti, mình phải chia sẻ thực sự với cả anh em như thế này, đấy chính là những con card đồ họa đấy nó không hề ăn nhiều điện, nó rất là mát. Cho dù nó là một phiên bản mà dùng cái tản nhiệt Founder Edition hay là một cái phiên bản thấp nhất của 4070 thì nó vẫn rất rất là mát. Đấy, thành thử là
thường thì các hãng sẽ khó để mà đẩy được cái hiệu năng lên vượt trội ở trên những cái dòng đắt tiền so với cả những cái dòng ít tiền hơn. Và thực sự qua cái trải nghiệm của mình ấy, phải nói chia sẻ thực sự với cả anh em đấy chính là mình lấy ví dụ ở đây là con 4070 thì ở những phiên bản cao cấp và phiên bản thấp cấp, cái hiệu năng của nó không hề chênh lệch nhau nhiều. Mình hoàn toàn có thể nói đấy chính là cái hiệu năng của nó không khác biệt gì nhau cả. Thì anh em thấy đấy, nếu mà anh em ưu tiên hiệu năng thì anh em sẽ chọn phiên bản nào, thì đấy sẽ là quyết định của anh em nhé. Nhưng mà đương nhiên những phiên bản cao cấp hơn nó vẫn sẽ có lợi thế ở đây, đấy chính là nó đẹp hơn. Và sau cái đẹp, sau cái hiệu năng thì ở đây, đến đây đấy chính là cái nhiệt độ. Thường những cái phiên bản mà cao cấp hơn, những phiên bản đắt tiền hơn thì nó sẽ có những cái tản nhiệt rất là to, nó rất là hầm hố, nó nhiều ống đồng, nó nhiều lá tản nhiệt, nó nhiều blow bla, thì cái hiệu quả tản nhiệt của nó tốt hơn. Nếu mà chúng ta xét ở trên cùng một mức tiêu thụ điện năng thì chắc chắn là những dòng cạc độ cao cấp nó sẽ mát mẻ hơn. Đấy, và khi nó mát mẻ hơn thì sao? Nó yên tĩnh hơn, nó đỡ ồn hơn, anh em chơi game kiểu đỡ nó bị ù ở bên tai. Nếu mà anh em chơi game ở trên laptop gaming nhiều thì anh em sẽ biết là cái độ ồn của quạt tản nhiệt nó lớn đến mức nào rồi, đúng không? Hay là anh em kiểu xài những con cạc đọa dòng thấp kiểu nó thấp quá thì cái quạt của cạc đọa của anh em nó cũng sẽ rất là ồn và anh em sẽ bị khó chịu với vấn đề đấy. Thì những con cạc đọa cao cấp nó sẽ hạn chế cái độ ồn đi, bởi vì bản chất cái tản nhiệt nó lớn, nó mát thì nó sẽ hạn chế được cái độ ồn nó mà trong quá trình mà anh em chơi game. Và nếu mà anh em không quan tâm đến độ ồn á thì đấy, như mình đã nói với cả anh em, đấy chính là một chiếc cạc đọa thấp cấp nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được cho anh em vấn đề hiệu năng và vấn đề tản nhiệt. Bởi vì các hãng khi mà đã thiết kế ra một cái cạc đồ họa là có nghĩa nó phải đáp ứng được hiệu năng tản nhiệt cho cái cạc đồ họa đấy. Đấy, nó hơi ồn một tí thôi nhưng mà nó vẫn đáp ứng được cho anh em. Con cao cấp hơn thì nó sẽ yên tĩnh hơn. Và anh em nhìn vào con số nhiệt độ của nó chỉ loay quay vào tầm 70-75 độ và anh em thấy sướng con mắt. Nhưng mà thực tế một cái cạc đồ họa hoạt động ở 80-85 độ thì nó vẫn hoàn toàn ổn định cho anh em, đúng không? Chỉ cần anh em điều tiết cái airflow ở trong cây nó tốt là mọi thứ nó hoàn toàn ok. Đó, thì ok, anh em thấy ba ý mình điểm qua cho anh em ấy. Thiết kế và nhiều cái tính năng phụ trợ. Đấy là một, nếu mà anh em cần những cái đấy thì cạc đọa cao cấp nó luôn là những sự lựa chọn tốt nhất để dành cho anh em. Cái thứ hai đấy chính là hiệu năng. Thực sự với cả anh em đấy chính là nếu mà anh em muốn nhìn thấy sự khác biệt về mặt hiệu năng thì phải lên những cái dòng cao, ví dụ như là 4080 hay là 4090. Giữa dòng thấp và dòng cao nó mới có nhiều cái sự khác biệt về mặt hiệu năng là vào khoảng 5%. Thì anh em, nếu anh em quan trọng con số đấy thì anh em hãy chọn dòng cao. Cả cái thứ ba ở đây đấy chính là về mặt tản nhiệt và độ ồn á, thì dòng cao nó luôn luôn làm tốt vấn đề này hơn là những con dòng thấp. Bởi vì dòng thấp chúng ta sẽ không có quạt xịn, không có tản nhiệt xịn, thì đương nhiên chúng ta sẽ phải đẩy cái tốc độ vòng quay ở quạt lên để làm mát cho cái cạc đồ họa. Dòng cao thì nó hạn chế để nó rơi cái mic anh em ạ. Dòng cao thì nó sẽ hạn chế được vấn đề đấy. Thì anh em thấy đấy, dòng cao nếu mà anh em sẵn sàng bỏ ra đấy chính là 32 triệu cho một con 4070 Ti, hay là anh em sẵn sàng bỏ ra ở đây đấy chính là 23 triệu cho một con 4070 Ti, hay là anh em sẵn sàng bỏ ra ở đây là khoảng 22-23 triệu cho một con RTX 4070, hay là cũng là 4070 nhưng mức giá 16 triệu, thì anh em sẽ bỏ ra để lựa chọn như thế nào? Vừa rồi mình đã giải thích và chia sẻ cho anh em một số ý kiến đấy. Thì lựa chọn như nào đương nhiên là nó phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người, đúng không? Mình làm sao biết được nhu cầu của mọi người, nhưng mà với nhu cầu của mình thì mình biết với những cái dòng thấp từ khoảng 4070 Ti đổ xuống, chắc chắn mình sẽ chọn những cái dòng giá rẻ, bởi vì mình muốn tối ưu ở đây để chỉ là hiệu năng chia thành, mình cũng chả cần đẹp đẽ làm gì cả. Nhưng mà ở những dòng cao, ví dụ như là 4080 hay là 4090, mình sẽ chọn những cái dòng ở phân khúc giữa. Mình cũng khá là hạn chế để chọn những cái dòng cao nhất, bởi vì những dòng cao nhất nó chênh lệch giá nhiều quá. Nếu mà dòng cao á, mà giá nó hợp lý thì chắc chắn là mình sẽ chọn, nhưng mà nếu mà giá nó không hợp lý, mình sẽ chọn những con ở dòng giữa, nó sẽ cân bằng, đấy chính là nó cũng không quá ồn, nó đủ mát đối với mình, hiệu năng nó cũng cao rồi. Đấy, thì ý kiến anh em như nào hãy comment phía dưới, đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Realtek và Sắt Đặng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.